Dừng qua Chợ Lách nha các bạn. Cây này đẹp ha. Cây này giờ nó trổ vậy là Tết nó không trổ nữa không, mấy tháng sau mới trổ rồi. Mùa xuân sớm nên mình tham quan vườn mai ở Chợ Lách nha các bạn. Đây là cây trắc, có cây kim quýt, là cây kim quýt à. Cái cây kim quýt nè các bạn. Trắng à, cái màu trắng luôn. Bên đây màu cây đẹp quá các bạn. Này khế làm kiển luôn. Này cam hay quýt Long? Tắt hả?